Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy. Bài sứ mạng của Đức Thầy sáng tác vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942, lúc Ngài đang cư trú tại nhà ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Ngài viết bằng thể văn xuôi, lối tự thuật và thuyết giáo. Đại ý bài sứ mạng của Đức Thầy cho biết các lý do và sứ mạng lâm phàm khai đạo, cộng với trách nhiệm và phương pháp độ đời của Ngài. Do đó, bài thuyết giáo này được mang tiêu đề là Sứ mạng của Đức Thầy, và ban sưu tập sắp đứng đầu quyển Thi văn giáo lý toàn bộ. Chủ đích, Đức Giáo Chủ muốn cho tất cả tín đồ biết trước khi thọ giáo phải hiểu rõ lý do và nhiệm vụ lâm phàm của Ngài. Mời quý vị nghe chánh văn đoạn 1. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm quả sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu án tái quả chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cứ nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao liền. Chú thích: sứ mạng cũng gọi là sứ mệnh, cái mệnh lệnh của thượng cấp sai làm việc gì, như lệnh của Phật trời hay vua quan. Cung Quán Ngâm Khúc có câu: sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng, niềm tây xá gì. Chữ sứ mạng ở đây ý nói Đức Thầy lâm phàm giáo độ nhân sanh là có sắc lệnh của chư Phật và Đức Ngọc Đế, như Ngài đã cho biết: Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Và câu: sắc của A-di là Phật tổ, bốn chữ xuống trần chớ ở đâu. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão nhằm ngày 14 tháng 7 năm 1939. Thời cơ. Thời là thời gian, ngày giờ. Cơ là cơ hội, là dịp. Thời cơ là cơ hội thuận tiện, rất hợp với việc làm trong thời gian ấy. Lý Thiên Đình. Lý là cái đạo tự nhiên, là hợp với lẽ phải, là cái lý quyền diệu của trời đất. Thiên Đình là triều đình trên trời. Đức Thầy có viết: lời văn tao nhà hữu tình, bởi dân sắc linh Thiên Đình sai ta. Vậy Lý Thiên Đình là định luật màu nhiệm của trời đất sắp đặt rất công bằng và hợp theo lẽ phải. Nho giáo cho là mệnh, lão giáo gọi là đạo tự nhiên, còn Phật giáo gọi là định nghiệp nhân quả. Hoạch định. Hoạch là vạch ra, bày ra. Định là phân định hay quyết định một sự việc gì, nói chung là phương thức lực pháp đã phán định sẵn. Nguy cơ. Nguy là nguy hiểm, nghèo ngặt. Cơ là mái, là đường mối. Nguy cơ là cái mối sinh ra nguy hại thảm khốc cho lê dân. Đức Thầy có viết: này hỡi chúa xuân, ta ráng chờ, khỏi ngày thảm lệ buổi nguy cơ.
thảm họa, tai họa thê thảm. Phép Huệ Linh, phép màu nhiệm linh diệu của người tu Phật khi đắc được lục thông, sáu phép thần thông. Ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Tàn khốc, tàn ngược khốc hại, tàn bạo, tàn ác hung bạo, tánh người tàn bạo. Việt Nam, quốc hiệu nước ta, một nước thuộc Đông Nam Á Châu, hình cong chữ ớt. Bắc Kỳ và Nam Kỳ phình rộng ra, Trung Kỳ ở giữa thì hẹp lại và dài. Từ thượng cổ tên gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương gọi là Âu Lạc, khi bị nhà Tần đô hộ gọi là Tượng Quận, khi nhà Hán cai trị thì bị chia làm ba quận: Cửu Chân, Giao Chỉ và Nhật Nam. Đến đời Đông Hán đổi Giao Chỉ thành Giao Châu, đời Đường đặt là An Nam đô hộ phủ, khi nhà Đinh dẹp hết sứ quân đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Qua đời Lý, vua Thánh Tông đổi lại là Đại Việt. Triều vua Lý Anh Tông, nhà Tống công nhận là An Nam Quốc, khi vua Gia Long thống nhất được Nam Bắc đặt quốc hiệu là Việt Nam. Đông và Nam giáp biển Nam Hải và vịnh Thái Lan, Tây giáp Miến Điện, Lào và Campuchia, Bắc giáp Trung Hoa, diện tích 312.000 km². Năm 1939, dân số trên 25 triệu người. Hiện giờ năm 1974, có trên 30 triệu. Kể từ lập quốc tới nay, gần 5.000 năm lịch sử. Địa cầu, cũng gọi là quả đất hay trái đất, nơi có người và nhiều sinh vật khác ở. Một trong bốn hành tinh quay chung quanh mặt trời, bề mặt được 510 triệu km², vòng tròn được 40.000 km, trực kính 12.470 km. Biển chiếm hết 3/4 bề mặt địa cầu. Ca dao có câu: Lại trời thổi qua địa cầu, để cho ta được bạn bầu cùng trăng. Tùy cơ pháp. Cơ là cái căn cơ, tánh chất riêng của mỗi người. Như người có căn tánh hiền lành thì từ đó sẽ phát ra hoặc mau hoặc chậm. Pháp là giáo pháp, tức là lời lẽ giáo lý của Phật thuyết ra để giáo hóa chúng sanh. Pháp cũng gọi là pháp giới, là tất cả sự vật, bất cứ hữu tình hay vô tình, hữu di hay vô di, chân thật hay hư vọng. Vậy tùy cơ pháp ở đây có nghĩa là tùy theo căn duyên, căn tánh và giáo pháp thích hợp với cảnh giới đó, nhân loại đó. Đức Thầy có câu: Tùy phong qua dân sanh, phù hợp chấp bút thần, tả ít bồn kinh. Chuyển kiếp là sanh trở lại, chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, như tiền thân của Đức Phật và chư Bồ Tát, vì nguyện lực rộng độ mà thường từ kiếp này chuyển qua kiếp khác, nơi khác để giác chúng độ đời. Đức Thầy cũng từng cho biết: Lòng yêu sanh chung luân chuyển kiếp, và ai dương trần đổi xác thân. Luân hồi, phản ngữ là samsara gati, dịch là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là trở lại,
ý nói chúng sanh từ vô thị đến nay cứ sống rồi chết, chết rồi đầu thai trở lại, cứ thế mà lăn lộn lên xuống mãi trong sáu cõi phàm, như bánh xe xoay tròn không có đầu mối. Luân hồi còn có nghĩa là sanh tử, là đối tượng với niết bàn, bất sanh bất diệt. Kinh Di Lặc có kệ: Bồ Tát ký thành Phật, từ mẫn chư quần sanh, chúng khổ hiểm nan truy, luân hồi thường bất tức. Nghĩa là tới chừng Bồ Tát thành thân, chánh lòng thương chúng sanh tồn khắp nơi, trải bao nạn khổ tới bời, luân hồi mãi mãi nghỉ ngơi chẳng hề. Đức Thầy nay cũng bảo: Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong vòng sanh tử luân hồi. Chữ luân hồi ở đây ý chỉ cho sự chuyển kiếp độ đời của bậc giác ngộ. Hải ngoại là nước ngoài, xứ ngoài. Kinh nghiệm là điều đã được thực nghiệm qua, việc đã từng trải lão luyện. Ví dụ, già kinh nghiệm có nhiều kinh nghiệm. Đức Thầy từng nói: Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Quyền thâm, mầu nhiệm sâu kín. Phật Pháp rất mầu nhiệm sâu kín, vượt ngoài sự luận bàn thường pháp. Trong khuyến thiện, Đức Thầy có nói: Tu cho rõ mỗi quyền thâm, quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn. Mê si, tối tâm mê muội, không nhận rõ sự lý. Mê si là một trong thập ác, một trong tam độc tham sân si, và cũng là một trong ngũ độn sử tham sân si mạng nghi. Vị kỷ là vì mình, chỉ biết lợi riêng cho mình. Ví dụ, người ấy có tánh vị thân vị kỷ, vị kỷ đối với vị tha vì lợi ích cho người khác. Đức Thầy cho biết: Từ ngày thọ giao với Thầy, dẹp lòng vị kỷ đầy lòng yêu dân, giúp nước vùa dân là hết lòng thương lo cho dân cho nước, một dạ trung thành bảo vệ quốc dân. Sinh cư là nơi sinh ra và sanh sống ở đó. Sau đây là phần lược giải. Xưa nay trong xã hội loài người, không ai phủ nhận được luật công bằng và lẽ phải. Chính nó là chân lý, là nhân quả nghiêm minh. Sở dĩ nhân loại đang gánh chịu cảnh đau thương tan tóc là do nghiệp nhân loài người đã gây ra từ trước. Giờ đây đã đúng thời kỳ mà họ phải thọ hưởng. Hễ nhân tham sát đã gieo thì quả chiến tranh, chết khổ hẳn phải có. Phật tiên vốn đầy lòng từ bi bác ái, nhưng không thể dùng phép màu làm ngược lại luật nhân quả. Song các ngài có thể cứu chúng sanh bằng cách là giác ngộ họ biết đổi nghiệp. Nếu sớm hoài đầu hướng thiện, gieo giống nhân hiền, thì sau đó sẽ gặt được quả an vui. Đó là một trong các lý do mà Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo có sứ mạng lâm phàm độ thế. Vì muốn tiến thân trên đường tu học Phật Pháp để tế độ quần sanh, nên Đức Thầy đã có nhiều lần chuyển kiếp sang nước ngoài. Nhưng xét lại nguồn gốc phát sinh cho đến nay, ngài đã từng mang dòng máu dân tộc Việt Nam, đã từng trang sớt những nỗi vui buồn sống chết với đồng bào,
và cũng đã từng bảo vệ gian sang tổ quốc, giữ vững cuộc sống còn cho dân tộc. Nên giữa thời đại nhiễu nhương này, Ngài phải có trách nhiệm với quốc dân và cả thế giới chúng sanh. Chánh văn đoạn 2. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cánh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Chú thích: minh sư là ông thầy sáng suốt, mọi việc đều thấu hiểu rồi đem dạy người. Theo đạo Phật là các tăng sư tu hành chân chánh, đã chứng đắc đạo quả, thông suốt chánh pháp, thấu đạt giáo lý và giáo hóa chúng sanh. Minh sư cũng chỉ cho bậc Phật, vì Đức Phật có hiệu là Thiên Nhân Sư, tức là đấng đạo sư của hàng trời và người. Cơ truyền Phật pháp, cách truyền pháp cơ mật. Khi nhà tu thân tâm được thanh tịnh, hạnh đức viên dung, thì Đức Phật hoặc chư tổ ấn chứng và mật truyền cho chánh pháp. Các ngài chỉ lấy tâm truyền, tâm dụng ý truyền ý. Bởi Phật pháp quá cao sâu, không thể dùng văn tự, hình tướng mà truyền đặng. Đức Thầy có nói: vô thượng thậm thâm, dĩ ý truyền. Trước kia tại Linh Sơn Hội, Đức Phật Thích Ca cầm một hoa sen đưa ra trước đại chúng. Lúc bấy giờ không ai hiểu gì cả, duy có ngài Đại Đức Ca Diếp lộ vẻ tươi cười. Đức Phật liền nói rằng: ta có cái chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm. Nay ông Ca Diếp hiểu đặng, ta sẽ truyền cho ông làm tổ thứ nhất. Rồi từ đó cứ tổ tổ tương truyền, cho đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn, truyền cho lục tổ Huệ Năng cũng thế. Trong quyển nhất, Đức Thầy có kể lại việc cơ truyền Phật pháp. Điên này xưa cùng như ai, vào các ra đại tốt bực giàu sang. Ngày suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thần thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn. Cuối đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bạc ấy ra ơn giải. Tâm tâm đi quá thiền, nổi trong sao khắc biết liền thiên cơ. Gọi nhuần, gọi là rửa, là thấm nhuần ơn trạch. Cổ thi có câu: ơn vua gọi thấm, tiếng chồng thơm lây. Nhuần là nhuần thấm tươi tốt, chiếu trời mưa vỗ ơn trên gội nhuần. Gội nhuần ân Đức Phật
là nhờ Đức Phật ban phước huệ cho được thấm nhuần lý diệu màu của Phật pháp. Đức Thầy có câu: đệ tử gọi nhuần ân đức cả, chung thần quyết chi dốc làm lành. Quảng đại là rộng lớn, lòng từ bi rộng lớn. Ví dụ đức độ quảng đại. Từ bi là hai trong bốn đại đức của chư Phật, có nghĩa là hiền lành, thương xót, thường ban vui cứu khổ cho muôn loài. Cho nên đức từ là làm cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, đức bi là làm cho tất cả chúng sanh hết nỗi khổ đau. Do câu từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Đức Thầy có câu: lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Hèm gì cũng viết là hèm gì, có nghĩa là tại gì, ngặt gì, ngại gì. Đức Thầy có câu: hèm gì mắt la thiên thơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Quyền cơ, quyền là sâu kín màu nhiệm, cơ là mái, nói chung là mái trời màu nhiệm sâu kín. Quyền cơ mái tạo xoáy dần. Trăm họ do chữ bá tánh chỉ chung cho tất cả mọi người. Đồ lao, đồ là bị đài khổ sở, lao là khó nhọc, nói chung là chịu cảnh rất nhọc nhằn khổ sở. Đức Phật bảo rằng: chúng sanh ở cõi ta bà khổ não, chẳng khác nào bị giam cầm trong chốn đồ lao ngục thất. Đức Thầy cảnh tỉnh: ba tánh say xưa mùi phú quý, sau này sẽ dương cảnh đồ lao. Chúng sanh, tiếng Phạn là Sattava, phiên âm là Tác Đỏa, dịch là chúng hữu tình hay chúng sanh, chỉ chung cho những loài có mạng sống, hàm linh. Hễ có sanh thì có tử, cứ triền miên mãi trong dòng luân hồi. Chúng sanh gồm có bốn loại: thai sanh là sanh bằng bào thai, noãn sanh sanh bằng trứng nở ra, thấp sanh là sanh nơi ẩm thấp, quá sanh sanh tự biến hóa. Dạng khổ là muôn khổ, chỉ cho sự khổ não thật nhiều không đếm xiết, muôn vàng khổ não. Sau đây là phần lược giải. Đoạn này ý nói sau khi được minh sư mật truyền cơ pháp, Đức Thầy thấu suốt lẽ quyền cơ, rõ thông chánh pháp. Với lòng từ bi bác ái, Ngài nhìn thấy nhân sinh đang lâm cảnh nước mất nhà tan, điêu linh thống khổ mà lòng vô cùng chua xót. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chung mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dĩ quốc
huống chi nãy cớ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chớn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngối dĩ hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lõi xuân chung hồng trần, đánh chịu cảnh chê khen. Chú thích: biển tục do chữ bể trần tục, chỉ cho cõi đời chúng sanh đang sống đầy nhớp nhơ tội lỗi nhiều như bể cả. Mê đồ, đường mê lầm, con đường tối tăm lầm lỗi. Mê đồ là con đường chúng sanh đang đi, đối với giác lộ là con đường của Phật Thánh. Đức Thầy khuyên: thờ Phật đạo tịnh cơn ác mộng thoát mê đồ, thường phong quán minh. Quảng thân: quảng là ngại, thân là thân mình, quảng thân là chẳng ngại chi thân mình. Đức Thầy có câu: tớ với Thầy nào quảng thân lương, muốn cứu thế xả chi bùng trinh. Dông thân vì quốc là vì nước quên mình, vì vận mệnh sống còn của quốc dân mà không kể đến thân mình. Cơ màu, mái màu nhiệm khó thấu hiểu, cái lý tạo hóa thật cơ màu lắm, chỉ có bậc Phật tiên mới rõ thấu được. Ngao du tứ hải là dạo chơi khắp bốn biển, ý chỉ cho người đã thông thả siêu thoát, không còn bận đến việc trần thế. Chữ ngao du tứ hải ở đây ý nói Đức Thầy đã chứng đạo giải thoát, và thường lưu hành khắp đó đây để rộng độ chúng sanh. Trong giác mê, Đức Phật Thầy có nói: lấp ba đường đã thông một cửa, thuyền xa vời mặt thua rồng khơi. Sớm thời Nam thiện dạo chơi, tôi về trước quốc gần đời ma ha. Đức Thầy nay cũng bảo: trượng phu chỉ cả dọc ngang, dạo trong bốn biển mới trang thánh hiền. Liễu đạo là xong rồi việc đạo, là viên tịch, là liễu giải thông suốt việc đạo. Vậy liễu đạo là chỉ cho bậc tu hành đã xong rồi việc đạo, đã được thành đạo giải thoát. Lóng sạch phàm tâm, thanh lọc hết lòng trần tục, tham sân si vân vân. Đức Thầy có câu: theo dõi gót từ bi mấy bữa, phàm tâm kia đã rửa hay chăng? Quả bồ đề. Bồ đề tiếng Phạn là bồ đi, phiên âm là bồ đề, dịch là chánh giác hay giác ngộ, cũng có nghĩa là đạo hay trí. Quả bồ đề là chỉ cho bậc tu hành khi chứng quả chánh đẳng chánh giác. Đắc bồ đề là diệt hết phiền não, chứng niết bàn. Đắc bồ đề đầy đủ thì thành Phật Như Lai, ấy gọi là đại bồ đề, là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay vô tướng trí huệ. Đức Phật Thầy xưa đã nói: nở tiền duyên bồ đề giống trước
mình mới trọn ba thân. Đức Thầy nay cũng bảo sai Ngọc Bồ Đề đức hạnh cao, trường thọ, sống hoài không chết, đây chỉ cho cảnh Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử. Hồng trần, hồng là màu đỏ lợt, trần là bụi, ý chỉ cõi chúng ta đang ở đầy phiền lụy nhớp nhơ đau khổ. Truyện Kiều có câu: đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Đức Thầy từng cho biết: biển hồng trần lao lý diệu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trược. Sau đây là phần lược giải. Đức Thầy xét nghĩ lúc còn mang thân người ở thế gian, Ngài đã chẳng quản sự gian khổ trong công cuộc bảo tồn tổ quốc và đồng bào chủng loại, huống chi nay được sống bên Đức Phật, thông suốt lẽ cơ quyền đạo pháp. Nhưng tại sao Ngài chẳng hưởng thụ cảnh tiêu dao giải thoát ấy, lại còn phải nhập thế nhiều lần để chịu lắm tiếng đời khinh chê nhạo báng? Âu cũng là do một đại sự nhân duyên, Phật vì chúng sanh mà sinh. Đoạn 4. Vì lòng từ ái chứa chan, thượng bách tính tới hồi tai họa. Phật chương đạt chỉ rõ mái diễu quyền, chuyển lập bụi long hoa, chọn đấng tu hành cao công quả để ban cho xưng vị xưng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Chú thích: từ ái là lòng lành thương yêu, lòng từ ái chứa chan là đầy lòng từ bi bác ái đối với muôn loài. Phật vương, vua Phật, tiếng tôn xưng các đức Phật đã chứng quả Như Lai, Như Pháp vương, Phật vương. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có tán thán Đức Phật nhân trung tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đấng Thánh Chúa Pháp Vương an cư vô lượng chúng sanh. Chữ Phật Vương ở đây chỉ cho vị Phật có trách nhiệm thời hiện đại là Đức Thích Ca, cũng có nghĩa chỉ cho vị chuyển luân Thánh Vương ngự trị đời thượng nguyên Thánh Đức tới đây. Trong câu nguyện thứ nhất, Đức Thầy có dạy: liên hoa hải hội thượng Phật từ bi, Phật vương độ chúng thế giới bình an. Và trong sấm giảng quyển nhất, Ngài cũng nói: tiếng này dân linh minh vương, với linh Phật đường đi xuống vàng dân. Mái diệu quyền sâu kín, tốt đẹp khéo léo. Mái diệu quyền là mái trời đất rất sâu kín màu nhiệm, khó thể dùng trí phàm lượng xét được. Thiên cơ biến đổi diệu quyền, hiệp chung tam cõi dưới miền trần. Hội Long Hoa,
Hội là cô hợp lại đông đảo, Long là rồng chỉ cho vua thánh, Chánh vì vương. Hoa là các loại bông tốt đẹp, người ta thường nói đẹp như hoa, đây chỉ cho người hiền lương đức hạnh. Vậy hội Long Hoa là do tiên Phật lập ra để tuyển chọn bậc hiền tài và đức hạnh tốt đẹp hợp lại chào mừng Chúa Thánh đời Thượng Nguyên Thánh Đức tới đây. Đức Thầy từng bảo, hội Long Hoa chọn kẻ tu minh, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Đây là một cuộc thi cử chọn lọc hiền còn giữ mất. Long Hoa tiên Phật đau ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, và lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cùng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Cho nên Ngài thường dục thúc trợ chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, Đức Huệ Lộ sư giải bán khoai cũng bảo, bởi trần lội qua cho nên lập hội Long Hoa chọn người hiện từ thì đặng thành thơi, nghìn ngang khó trốn lưới trời bơ dân. Nghiên cứu qua sấm giảng của Đức Thầy thì độ khoảng 10.000 năm hoặc trên hay dưới con số đó là có một lần lập hội. Như vậy, để chọn lọc hiền còn giữ mất, lập lại đời Thượng Nguyên Thánh Đức. Muôn thu thiên đình nhất kỳ, hạ nguồn sắc linh khai kỳ, hoặc là chớ mong yến thử âm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại hiếu dôn cho trẻ, cứ đầu lưng đừng rẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quay về trên quà dưới thuận chớ lìa chớ phân. Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Thế nên Đức Thầy thường kêu gọi, mau chân bước đến
châu Phật hòa chúi cõi đại đồng. Tu hành, tu là trau sửa, gọt bỏ những điều tội lỗi. Hành là thực hành theo giáo pháp và giữ gìn luật giới trong đạo. Vậy, tu hành là vừa sửa đổi các điều sai quấy và vừa thực hành y theo pháp môn, hạnh đức mà Tổ Thầy đã chỉ bảo. Đức Thầy từng dạy: tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Công quả, công là dùng sức lực, tâm trí làm một việc gì, quả là cái hiệu quả của việc làm ấy. Như công quả cho nhà thiền, chùa là làm những việc gánh nước, bữa củi, tưới hoa, quét sân, vân vân. Sao được phước báo, công quả tu hành là thi hành hạnh tự giác, giác tha, trao dồi hạnh đức, phúc huệ, dịch kinh, viết sách, giảng dạy đạo pháp để khuyên người tỉnh ngộ tu hành. Trong cửu khúc, ông Ba Thới có câu: ai trao công quả cho vậy, đất bùng có thuở mọc rài hoa sen. Đức Thầy cũng khuyên: lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dần biên. Thiện căn, căn lành là gốc lành. Nhà tu khi ba nghiệp thân khẩu ý đều trọn lành, tức là có thiện căn, nhưng trong đó ý nghiệp là nguồn gốc quan trọng hơn hết. Như một cội cây, hễ rễ gốc tốt thì cành lá, bông trái đều tốt. Ý căn trọn lành thì thân và khẩu cũng trọn lành, do đó được sanh ra diệu quả phúc lạc ở cõi người hoặc tiên Phật. Tất cả dị quả ấy đều từ thiện căn mà ra, và công đức tu tập ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều được bồi bổ thiện căn rồi thành Phật quả. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh Phật nói: như có hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân gieo trồng thiện căn, thì đời nào sanh ra cũng gặp bậc thiện tri thức. Bậc thiện tri thức này làm nổi Phật sự, chỉ dạy cho mình sớm vào Phật quả. Theo ý Pháp Đức Thầy dạy, thì người tu đặng trọn lành trọn sáng là đầy đủ thiện căn. Ngài bảo: đem tâm hồi gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chân. Định ngôi phân thứ, phân định sắp đặt, thượng hạ đều có thứ bậc, trật tự và công bằng. Đại đạo, đạo rộng lớn, tức chỉ cho đạo Phật, bởi đạo Phật rất cao sâu huyền diệu, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, cả pháp thế gian và xuất thế gian, cũng đồng với bản thể của tâm. Đại đồng đạo cả khắp trùm bao. Đại đạo còn có nghĩa là đại giác, đại bồ đề. Tu thành đại đạo tức là thành Phật. Câu giáo truyền đại đạo là truyền dạy chánh pháp của đạo Phật. Đức Thầy từng khuyên:
sức tư thầy truyền diệu pháp. Cho đời thấu tỏ đạo mà hòa bình là êm ái, yên ổn, không có chiến tranh loạn lạc. Trong nước hòa bình, thế giới hòa bình. Hòa bình thế giới kiến tiên bang, vạn quốc chư bang. Chỉ chung các nước khắp thế giới, các nơi liệt quốc chư bang, chúc cầu bình trị trương loan xâm dậy. Sau đây là phần lược giải. Bởi Đức Thầy đầy lòng từ bi bác ái, không nỡ để chúng sanh mãi trôi lăn trong dòng khổ nạn của cơn tận diệt, nên Ngài thừa sắc lệnh của Đức Phật Dương chuyển lập hội Long Hoa, tuyển chọn kẻ hiền tài, kiến tạo đời Thượng Nguân Thánh Đức. Long Hoa hội ân cần lo, lập lập cho rồi tam thập lục nhân. Ngài cũng còn có trách nhiệm chọn những người tu hành được đầy đủ thiện căn, tức trọn lành trọn sáng, để tiếp tục quảng truyền chánh pháp, rộng độ quần sanh, khiến cả nhân loại đều biết giác ngộ, dứt lòng tham sát, tôn trọng lẽ công bằng, nhân đạo, bác ái vị tha, để cùng xây dựng cuộc hòa minh khắp thế giới, như Ngài đã bộc lộ qua đoạn. Rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát, cùng là vì tham. Di Đà mở cuộc hội đàm, cùng chư Bồ Tát quyết đam pháp lành. Tình bình rưỡi khắp chúng sanh, làm cho giác ngộ hiền lành như ta. Công đồng hoạch định sang hà, nước ai nay ở nhà nhà tự do. Chánh văn đoạn 5. Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời Đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quầy đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chơn sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen,
đời lắm ma dương khuấy rối. Chú thích: Thiên Tào cũng như chữ thiên đình, chỗ ở, chỗ trời ở, triều đình trên trời. Thế giới theo nghĩa thông thường thì thế giới là vũ trụ, hoàn cầu, tiếng gọi chung các nước trên mặt đất. Nói hẹp là một xã hội, một nhóm người riêng biệt, như thế giới người mù, thế giới nhà tu. Theo Phật học thì thế giới ta đang ở có tên là thế giới Ta Bà. Chúng tôi chỉ giải thích thế giới nhỏ chúng ta đang ở mà thôi. Một thế giới gồm có một tu di sơn, một mặt trời, một mặt trăng, một tứ thiên hạ xung quanh núi Tu Di, một tứ thiên hạ ở lưng chừng núi Tu Di, một Đao Lợi Thiên, một Dạ Ma Thiên, một Đâu Xuất Thiên, một Quá Lạc Thiên, một Tha Quá Thiên và một Sơ Thiền Thiên. Trong tứ thiên hạ có bốn châu lớn nằm bốn góc núi Tu Di: một Đông Thắng Thần Châu, hai Tây Ngư Quá Châu, ba Nam Thiệm Bộ Châu, bốn Bắc Cư Lư Châu. Trong Nam Thiệm Bộ Châu gồm có năm châu nhỏ là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Úc Châu. Vậy chúng ta ở Á Châu thì thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu, một trong bốn châu lớn. Hạ Nguân là nguân cùng cuối, nguân sao rốt. Căn cứ vào luật tuần quần của Lý Tam Nguân được phân định và diễn tiến như sau: Thượng Nguân gồm Thượng Nguân Thượng, Thượng Nguân Trung, Thượng Nguân Hạ. Trung Nguân gồm Trung Nguân Thượng, Trung Nguân Trung, Trung Nguân Hạ. Hạ Nguân gồm Hạ Nguân Thượng, Hạ Nguân Trung, Hạ Nguân Hạ. Cứ thế mà luân chuyển mãi, hễ hết Hạ Nguân Hạ thì chuyển lại Thượng Nguân Thượng, Thượng Nguân Trung dần xuống. Hiện nay nhằm Hạ Nguân Hạ thì sắp chuyển sang Thượng Nguân Thượng. Trong giảng ông sư giải bán khoai có nói: Hạ Nguân nay đã hết đời, mình hoàng cầu Phật lập với đời Thượng Nguân. Đức Thầy cũng bảo: Việc đời nhiều nỗi sầu bi, Hạ Nguân đã hết đi loạn ly cơ đoàn. Vật dục là lòng ham muốn các thú dục vật chất trong đời như danh, lợi, tình. Lợi danh là tài lợi, tiền của và danh dị, tước quyền, hai điều trong lục dục. Ca dao có câu: Cái vòng danh lợi không công, kẻ toan ra khỏi người mong bước vào. Cổ nhân cũng cảnh tỉnh: Phù sanh phù lợi nùng như tửu, túy đắc nhân tâm tửu bất tinh. Nghĩa là nếu đeo danh lợi nồng hơn rượu, đến chết lòng người chẳng tỉnh sai. Đức Thầy nay từng nói: Đường danh lời đua chen mùi ông ông, đâu có màng tiếng vọng của người tu. Nghiệp quả, nghiệp là những sự việc mình đã làm, đã gây ra do nơi thân khẩu ý của mỗi người đã tạo tác. Điều lành hay điều dữ
từ kiếp trước hoặc thời gian trước. Cái nguyên nhân đầu tiên gọi là nghiệp nhân, cái duyên khởi trước gọi là nghiệp duyên. Quả là sự kết quả của cái nghiệp mình gây tạo. Khi mình đã tạo nghiệp hoặc lành hay dữ thì sớm muộn gì cũng hưởng lấy quả vui hoặc khổ, chứ không bao giờ sai chạy. Dĩ như gieo hột giống xuống đất thì nó sẽ mọc lên cây và có bông trái, song sự kết quả của nó có khi chậm khi mau là do hột giống mạnh hay yếu, và tùy theo mỗi loại giống. Nghiệp quả nhân tạo cũng thế, chưởng qua quờn đắc qua, chưởng đậu quờn đắc đậu. Trồng dưa thì đặng dưa, tỉa đậu thì đặng đậu. Nói tóm lại, hễ có tạo nghiệp thì phải có kết quả. Cổ đức từng bảo, xuân một hột giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Tổ Huy Sơn cũng nói, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Thính hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan. Nhân quả lịch nhiên, khởi vô ư cựu. Nghĩa là nghiệp quả kéo lôi thật khó trốn tránh. Như tiếng hòa gian thuận, hình ngay bóng thẳng. Nhân quả rõ ràng, đâu không lo sợ. Nghiệp quả ở đây Đức Thầy muốn nói cái quả chiến tranh chết khổ mà chúng sanh đang và sắp gánh chịu là do cộng nghiệp tham gian sát hại của nhiều chúng sanh gây ra từ trước. Nhủ lòng. Nhủ là khuyên nhắc, nhắn nhủ. Này này, ta nhủ cho đấy nhớ, ấy chốn hang hùm chớ mó tai. Cổ thi. Nhủ còn có nghĩa là ban bố, vì tình thương mà ban bố cho. Ví dụ, xin ông nhủ lòng thương kẻ mồ côi. Vậy nhủ lòng từ bi là mở lòng lành thương xót chúng sanh, mà ban bố đức ân và khuyên nhủ lời đạo pháp. Chơn tiên. Bậc tiên gia tu hành chơn chánh, từng xả thân giúp đời. Hướng thiện hoài đầu là xoay trở lại con đường hiền lành đạo đức. Đức Thầy thường kêu gọi, sao chẳng lo thức tỉnh hoài đầu, cho khỏi thẹn với người thiên cổ. Cải tà quy chánh là cải sửa, chừa bỏ các điều tà quấy, trở về con đường chân thiện mỹ. Ân xá bớt tội căn là gia ân tha cho những người có tội, như các tội nhân gặp thời kỳ ân xá thì được tha hết tội cũ. Điều này có mâu thuẫn với luật nhân quả không? Chẳng những không mâu thuẫn mà còn làm sáng tỏ lý nhân quả. Bởi khi ta đã gieo hột giống xuống đất thì đợi thời gian và nhiều trợ duyên nó mới đơm bông kết quả. Nếu ta cần chuyên dung tưới, bắt sâu sửa nhánh thì sẽ gặt quả mau và năng suất cao. Ngược lại, nếu ta không trợ duyên cho hột giống ấy thì nó úng chết. Dầu có được sống cũng chậm kết quả và thâu gặt rất ít. Giống lành hay dữ cũng thế. Mặc dầu từ trước đến giờ ta gây nhiều tội ác, giờ đây biết ăn năn, cải hối, tránh điều dữ, chuyên làm việc lành thì cội lành sẽ sớm xum xuê nảy nở và gặt nhiều quả. Còn cây tội ác xưa kia sẽ bị khô héo dần bởi ta không trợ duyên cho nó. Luật trời đất rất công bằng, nhưng chư Phật vì lòng từ bi bác ái nên xin cho chúng sanh được hưởng sự ân xá một lúc, hầu lo ăn năn cải ác tùng thiện. Đức Thầy đã nhiều lần khuyên nhủ. Cây xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng nghe có hương nhờ. Gấp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiền giống chi hương nay.
luật thiên đình căn cứ vào định nghiệp thiện ác của mỗi chúng sanh mà tự chiêu cảm phước hay họa, như một quốc gia thể theo hiến pháp của những người đại diện do dân lập ra, quyền lập pháp rồi giao cho những người có trách nhiệm thi hành, quyền hành pháp áp dụng với dân chúng trong nước. Kinh Minh Thánh nói: tích thiện thiên báo chi dĩ phước, tích bất thiện thiên báo chi dĩ họa. Nghĩa là làm điều lành thì trời trả cho bằng phước, làm việc chẳng lành thì trời trả cho bằng họa. Đức Thầy cũng bảo: luật trời báo ứng nhàn tiền, khắp trong thiên hạ đạo quyền từ nay. Dạ. Sợ những kẻ hung hăng tội tệ, thường những người trung nghĩa vẹn toàn. Phật pháp phản ngữ là Buddha Dhamma, giáo pháp của Đức Thích Ca Như Lai. Suốt 49 năm Phật còn trụ thế, Ngài tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà thuyết ra vô số lời lẽ pháp môn. Sau khi Ngài tịch diệt, các đại đệ tử kết tập những giáo pháp ấy thành Tam Tạng, Kinh, Luật, Luận. Từ ấy đến nay, người tu Phật nhờ nương theo đó mà được đắc đạo vô số. Giáo pháp là một trong ba ngôi quý báu: Phật, Pháp, Tăng. Phật pháp bao trùm cả thế gian. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Phật nói: tất cả thế gian pháp là Phật pháp. Ngày nay Đức Thầy cũng rút trong Tam Tạng ấy mà đem ra giáo hóa chúng sanh. Rút trong các luật, các kinh, tùy lòng không ép làm in vàng này. Và Ngài từng khuyên: tim tôi đau màu, trong Phật pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Kiến diện là thấy mặt, được giáp mặt. Phật quốc là nước của Phật, như quốc độ của Đức A Di Đà có tên là An Dưỡng Quốc hay Cực Lạc Quốc. Phật quốc còn có nghĩa là nước của một vị chuyển luân thánh vương cai quản. Bởi vị vua này đã tu hành gần chứng quả Phật, có đủ 32 tướng hảo và phúc báo như Phật. Quốc độ của Ngài dân chúng hưởng đủ sự thái bình, an lạc. Y chỉ cho đời thượng nguyên thánh đức tới đây, Đức Thầy đã cho biết cảnh ấy: trên non tiên văng vẳng tiếng phùng hoàng, Phật tiên thanh an bang cùng định. Và Ngài ấy chính là Ngài. Mong ước Ngài kia đặng khai hoàng, địa cầu sanh chung được nhàn an, bốn biển một nhà cha Phật thánh,
thì là dân sự hết tàn ngang. Pháp môn là cửa pháp, cách thức tu học, những giáo lý của Đức Phật truyền dạy. Người tu lấy đó làm phép tắc nên gọi là pháp. Pháp ấy là nơi thông đạt cho chúng sanh vào đạo và đắc đạo nên gọi là môn. Đức Phật tùy căn cơ và trình độ của chúng sanh mà thuyết ra vô số pháp môn, nhưng pháp nào cũng thông đến quả niết bàn cả, như pháp môn thiền định, pháp môn tịnh độ, vân vân. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có câu: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bế mạc là hạ màn cùng cuối, đóng lại. Chữ pháp môn bế mạc ở đây chỉ cho chánh pháp của Đức Phật bị thất chân truyền, và cũng là nhằm thời kỳ mạt pháp. Sau ngày Đức Lục Tổ Huệ Năng tịch diệt và bắt truyền y pháp năm 638-713, thì người tu Phật đắc được tâm ấn, đắc đạo cũng đi truyền giáo, mà người không đắc tâm ấn cũng đi truyền giáo, nhất là các đệ tử của phái Thần Tú. Lại truyền mạnh lối tu âm thinh sắc tướng, nên trong số tu hành không mấy người được đắc đạo. Điều này Đức Thầy đã nói: từ ngàn xưa Phật pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Thánh đạo trăng du, nghĩa là thánh đạo nói chung về đạo Phật và đạo thánh. Trăng du là cỏ trăng và cỏ du, hai loại cỏ rậm rạp và vô dụng, thường mọc lan che lấp lối đi. Do câu sách Dị Đoan Phong Khởi Thánh Đạo Trăng Du, nghĩa là các manh mối của tà thuyết dấy lên làm cho nền đạo thánh bị lu mờ. Đây chỉ cho những tà thuyết dị đoan và các thứ văn minh vật chất lấn áp, câu nhữ khiến không còn được mấy người vững lòng tin theo chánh đạo. Ma Dương phản ngữ là Mara, tức là vua các loài thiên ma ở cõi trời tha hóa tự tại, tức từng trời thứ sáu trong cõi dục giới, tên gọi là Ba Tuần, thường đem quyến thuộc xuống cõi người làm chướng ngại đạo Phật. Lúc Đức Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ma Dương bèn đem binh và khí giới đến làm hại Phật. Chúng dùng đủ cách phép màu, nữ sắc quấy phá, nhưng Phật vẫn an nhiên tự tại. Phá Phật chẳng được, Ma Dương còn thệ nguyện qua đến đời mạt pháp, chúng hiện vào làm đệ tử của Phật để phá đạo cho đến kỳ cùng. Điều này Đức Thầy có nói trong một đoạn giảng: hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng đồng đắng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Sau đây là phần lược giải. Chúng sanh trong giữa đời hạ nguyên mạt pháp, mãi đắm say trong biển lợi danh tình ái, gây nên nghiệp quả. Thêm có lắm tà thuyết dị đoan quyến rũ, vật chất cuốn lôi cám dỗ, chúng ma dương luôn đe dọa phá rối, nên không còn được mấy người vững lòng theo chánh đạo. Luật trời đã quyết định sẽ trừng trị kẻ tà gian, nên Đức Phật cùng chư Bồ Tát và các bậc chơn tiên nhủ lòng từ bi, lâm phàm mở cơ phổ hóa. Nếu ai biết quay về nẻo thiện, giác ngộ tu hành, thì sau này sẽ được dự hội Long Hoa, được gặp mặt đấng chơn sư, nghe pháp nhiệm màu của Đức Phật và sống một cuộc đời thái bình an lạc. Thank you.
Chánh văn đoạn 6. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng xác cởi đồng, chớ có dè đâu, chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Chú thích: quốc độ, cõi nước, thế giới. Một thế giới do một Đức Phật giáo hóa, A-di-đà kinh nói: Cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Ở cõi cực lạc có ao bằng bảy báo, trong ao có chứa đầy nước, đủ tám món công đức. Quốc độ còn có nghĩa là ranh rắp, mức độ của một nước do vị nguyên thủ chủ quyền. Trong kinh Phạm Vọng có nói: Nhược nhất thiết, quốc độ trung, quốc nhân sợ trước y phục, tỳ kheo giai ân giữ kỳ tục, hữu dị. Như hết thải, trong nước người ta ăn giận những y phục gì, thì chư tỳ kheo đều ăn mặc khác với người thế tục. Trợ tế cũng như chữ cứu tế, có nghĩa cứu giúp kẻ nghèo khó, tật bệnh, hoạn nạn. Do lòng từ bi mà Phật và chư Bồ Tát lâm phàm trợ tế cho chúng sanh hết nguy nạn thống khổ, dùng diệu pháp đưa họ qua bờ giác, khỏi biển sanh tử luân hồi. Trong Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy có nói: Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bình khổ quá chừng. Bác ái, lòng thương yêu rộng lớn khắp cả chúng sanh, Đức Thầy có câu: Bác ái xa thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ và không phiền. Thù đáp, đền đáp lại, ý nói người ta đã thi ân với mình thì mình đáp lại cho cân xứng. Linh hồn, phần hồn thiêng trong người ta, linh hồn đối với thể xác, có nhiều tên gọi khác nhau như bửu quan, thần hồn, tâm thức, thần thức, hữu hay ấm, đều chỉ cho phần khôn biết của con người. Khi người chết thì linh hồn xuất ra, đi đầu thai, tạo thành xác khác. Chữ linh hồn ở đây chỉ cho những người có duyên với Đức Thầy trong nhiều tiền kiếp. Trợ duyên. Trợ là giúp đỡ, duyên là mọi thứ giúp cho nhân để thành quả. Trợ duyên là những duyên cớ phụ giúp cho duyên cớ chánh. Người chánh thức tác động một việc gì đó thuộc về duyên cớ chánh, kẻ hỗ trợ cho người kia làm nên việc ấy, gọi là duyên cớ phụ và là trợ duyên. Đây chỉ cho những người trong nhiều tiền kiếp đã giúp đỡ cho Đức Thầy về tứ sự như ăn, mặc, ở, thuốc men và mọi phương tiện lúc Ngài còn đang tu học. Hóa hiện. Hóa là biến hóa, thay đổi hình dáng, tánh chất. Hiện là lộ hình ra, xuất bài ra một cách rõ rệt. Hiện còn đối với ẩn, vậy hóa hiện là bỗng nhiên thay đổi và hiện ra. Thượng sát cởi đồng. Lên sát ngồi đồng, lối chữa bệnh của các phù thủy, họ thường sai đồng khiển tướng
để trục bắt ma quỷ, có tánh dị đoan mê tín. Đức Thầy đã cảnh tỉnh số người ấy. Dương gian làm quyên, nói càng cùng sớm cuối làng đâu cùng như đâu. Hò reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiên quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu múa có khi hại mình. Thế mà lúc bấy giờ có nhiều người hiểu lầm Đức Thầy và cho Ngài cũng như hạng người nói trên. Sau đây là phần lược giải. Đoạn này ý nói Đức Thầy là một trong các vị Phật Thánh có trách nhiệm độ đời giữa thời Hạ Nguyên Mạt Pháp. Mỗi vị đều quán xét căn cơ nơi nào có đủ nhân duyên thì giáng lâm độ thế nơi đó. Vì lòng từ bi bác ái, Đức Thầy không nỡ ngồi nhìn chúng sanh đang quằn quại dưới tai ách nghèo đói, bệnh tật của cơ tận diệt và đang ngập lặng trong bể trầm luân thống khổ. Vì những người có duyên lành với Ngài đã từng trợ trưởng lẫn nhau trong lúc Ngài còn đang tu thân lập hạnh. Giờ đây, con đường tiến sang bờ giác, số người ấy vẫn còn bơ vơ nơi bán lộ, mà Ngài có trách nhiệm dìu dắt họ tới nơi tới chốn, nên phải gấp rút nhập thế khai đạo độ đời. Công cuộc cứu thế, Đức Thầy áp dụng phương tiện khéo léo đánh lạc hướng người Pháp để họ không nhận ra Ngài là nhân vật quan trọng. Thế nên lúc ấy, có nhiều người hiểu lầm Đức Thầy cũng như bao nhiêu kẻ phù thủy khác. Họ không ngờ Ngài là bậc đã giác ngộ, nay vì lòng từ bi, vì có sứ mạng và vì nguyện lực mà Ngài chuyển kiếp để chờ đúng ngày giờ 18 tháng 5 xuất hiện để cứu quần sanh. Chánh văn đoạn 7. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Chú thích: phương pháp, cách thức, phép tắc, quy củ để làm một việc gì sau khi nghiên cứu kỹ. Ví dụ như phương pháp độ đời của Đức Thầy. Trình độ, mức độ học vấn và trí thức cao thấp nhiều ít của mỗi người.
cơ cảm. Cơ là nền tảng, là căn gốc, căn cơ. Theo Phật học, cảm có nghĩa là do việc làm của thân, khẩu, ý mà cảm động tới, dời tới, tức là chiêu cảm hay nghiệp cảm. Như hạnh nghiệp bố thí và cúng dường tam bảo thì cảm được phúc báo. Vậy cơ cảm là chúng sanh có cái thiện căn thì được Phật cảm ứng cho. Tín nữ, phạn ngữ là Upasike, phiên âm là Ubaji, dịch là cận sự nữ, nghĩa là những người nữ thọ pháp tam quy ngũ giới, tu hạnh tại gia, thường thân cận các tự viện để lễ Phật, nghe kinh và giúp đỡ các tăng sư. Thiện nam, phạn ngữ là Upasaka, phiên âm là Ubatak, tàu dịch là cận sự nam, nghĩa là những người nam thọ tam quy ngũ giới, thường thân cận các chùa, lễ Phật, nghe pháp và giúp đỡ các tăng sư. Tín nữ thiện nam dình môi đào, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Mộ đạo, lòng ham muốn tu học đạo pháp, quy căn trở về với gốc lành, tánh lành, trở về với tánh Phật, đạo Phật. Đức Thầy có câu: nay con quy Phật tu hành. Thiện duyên, duyên lành do thân, khẩu, ý của người phát ra hành động, ngôn ngữ và tư tưởng lành, hoặc trên đường tu học Phật Pháp làm được những việc ấn tống kinh giảng, công tác từ thiện, trợ tưởng tam bảo, đều là kết thiện duyên với Phật Pháp. Lại như người dốc chí tu hành mà gặp được chánh đạo, minh sư, bạn thiện ấy là người thiện duyên. Đức Thầy có nói: duyên lành rõ được khung điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Quyền diệu của tiên gia, những pháp màu nhiệm linh ứng của bậc tiên. Lúc Đức Thầy điều trị bệnh nhân, Ngài chỉ dùng nước lã, giấy vàng và một ít thứ bông lá, thế mà bệnh chi cũng hết. Nhờ đó họ cảm ơn Đức mà phát tâm quy y thọ giáo. Đức Thầy bảo: có đeo bệnh tật vào thân, giấy vàng xe nhỏ giấy thần đổ vô, thành lòng nước lạ nên hồ hữu tâm chi đức cam lồ Phật ban. Ít căn lành là chỉ cho người từ nhiều kiếp trước đến kiếp này, tuy có làm lành nhưng rất ít, nên căn lành cạn hẹp. Chư vị, nhiều vị chỉ cho chư vị sơn thần ở năm non bãi núi có nhiệm vụ theo Đức Thầy độ chúng. Trong bài Giếng Non Ông Két, Ngài nói: chư sơn bãi núi đều quy tụ. Và vậy hỡi chư thần, mau nổi gót theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cay. Trăm quan cũng như chữ chư quan, danh từ chỉ cho tất cả hoặc rất nhiều, như chữ bá tánh. Trăm quan ở đây chỉ cho tất cả quan cụ thần
đã hết lòng trung gan nghĩa khí với Tổ quốc Việt Nam từ trước tới giờ và đã hiển thánh thành thần. Đức Thầy có câu: đến hồi trăm quan còn hiện được thì ra xác thịt có cần đâu. Lê dân, dân đen, người đời thường nói làm người ai cũng đầu đen máu đỏ. Vậy lê dân là chỉ cho người dân thường không chức phận, tất cả dân chúng. Trong bài Bình Ngô Đại Cáo có câu: nương dân đen trong ngọn lửa hung tàn, dùi con đỏ xuống dưới hầm tay vàng. Lầm than, lầm là giận, quậy bùng lên cho đục. Than là dùng lửa đốt củi thành than. Lầm than là ý chỉ cảnh chiến tranh làm cho dân chúng sống một cách cơ cực, vất vả, khổ sở. Cụ Đồ Chiểu có câu: khiến dân phải chịu lầm than muôn phần. Đức Thầy từng bảo: lầm than khói lửa với bình đau, âu lung tung nhuộm máu đào. Thống thiết, thống là đau nhất, thiết là cắt, ý nói sự đau thương rất mực, ví như bị dao cắt thịt xương mình. Cảnh hồng trần đau thương thống thiết, kẻ xa xôi từ văn chẳng tới. Từ văn là lời lành lẽ đạo của Đức Thầy dạy khuyên người tu hành lúc Đức Thầy mới khai đạo. Đối với những người ở cách xa thì giáo lý của Ngài chưa truyền tới được. Như Ngài đã nói: chớ nước sâu mà bị gạo thương, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Người láng giềng tiếng kệ nhàm tai, nhàm tai là nghe thường quá, nhiều lần quá phát chán. Ý chỉ những người không có duyên lành với Phật Pháp, nên dầu họ có ở gần Đức Thầy hay được nghe nhiều lần nhưng chẳng cảm thông được lời đạo lý, rồi đâm ra chán ngán, không muốn nghe nữa. Như Ngài đã cho biết: đàn ta vốn mơ thiệt không dây, vô duyên khó biết lời Thầy nói xa. Trung tuần, theo âm lịch thì mỗi tháng có 3 tuần là thượng, trung, hạ. Mỗi tuần có 10 ngày. Vậy trung tuần là kể từ ngày 11 đến ngày 20. Ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên. Theo Sấm Giảng Quyển Nhất, lúc Đức Thầy đi dạo Lục Châu có 2 vị, một ông thầy và một ông trò, đệ tử. Ông thầy thì xưng danh hiệu là khùng, còn ông trò thì xưng danh hiệu là điên. Đức Thầy từng cho biết: thầy trò chẳng nệ tấm thân. Và thầy khùng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Vậy câu ta cùng Đức Thầy tức là lời của ông điên nói, tiết lộ, bài lộ ra cho biết thiên cơ, mái trời, cơ màu nhiệm của trời. Đức Thầy có câu: việc thiên cơ khùng tỏa hết
trần hạ tường nơi lao ly. Ăn năn cải quá, nghĩa của chữ sám hối. Hối hận việc làm lỗi vừa qua, tự ăn năn cải sửa lại và nguyện từ đây giữ không tái phạm. Đức Khổng Tử bảo: tri quá tắc cải, thị dị vô quá. Quá nhi bất cải, thị dị quá hỷ. Biết lỗi mà cải sửa thì không có lỗi, có lỗi mà không chịu cải sửa mới là có lỗi. Kinh Trường A Hàm Phật nói: ai biết sửa lỗi lầm thì người ấy được tiến hóa trong giáo pháp của ta. Đức Thầy cũng hằng khuyên: nếu dương trần sơn biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Phật, Phạn ngữ là Buddha, phiên âm là Phật Đà, Phật giả, Phật Đà chi tỉnh sinh. Đức Quỳnh Giáo Chủ giải: Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả, và Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ, bác ái vô cùng, đã hoàn thành muôn hạnh muôn đức, tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tiên, Phạn ngữ là Rishi, bậc tiên, tiếng gọi các ông thầy tu núi. Đắc thần thông có thể trường sanh bất tử, nhưng chữ tiên ở đây chỉ cho người tu Phật đã đặng siêu thoát, như Đức Thích Ca khi xưa từng được các vị tu hành đồng thời tôn xưng là đại tiên. Đức Thầy có cho biết: đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, và kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Sau đây là phần lược giải. Bởi căn cơ của chúng sanh có cao thấp khác nhau, nên phương pháp độ đời Đức Thầy áp dụng có nhiều cách. Đối với hạng người đã gieo sâu duyên lành với đạo thì Đức Thầy dùng chánh pháp vô vi cảm hóa họ. Còn những người căn cơ cạn hẹp thì Ngài giác tỉnh họ bằng cách dùng quyền diệu của tiên gia trị bệnh, khiến họ tăng lòng kính tin trời Phật và phát nguyện quy y. Đức Thầy còn cho biết những cảnh đao binh, nước lửa đang dây khổn chúng sanh mà lời lành của Ngài chưa được truyền rộng khắp bàn nhân bá tánh. Ngược lại, những kẻ ở gần hay nhạo chê nhàm chán, nên Ngài phải sáng tác sấm kinh để cho nguồn mưa pháp sớm chan hòa trong đại chúng. Vả lại, cơ quyền đạo pháp của Ngài là hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu như ai còn ngủ vùi trong màn danh lợi thì sau này đừng trách cứ Phật trời thiếu lòng từ bi chỉ giáo. Chánh văn đoạn 8. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Chú thích: lan xa, một danh từ đã được thông dụng vào thời các chúa Nguyễn
dùng để chỉ cho người Pháp trong lời chiếu Cần Dương của vua Tự Đức năm Tân Hợi 1861 có đoạn nói: kẻ nào bắt được một người lang sa sẽ được thưởng 4 quan tiền. Và trong bài tế nhà Ái Quốc Trương Công Định, cụ Đồ Chịu có viết: lũ giặc lang sa nhiều phương quỷ quái. Thống trị gồm trị, cai trị cả nước. Nước Việt Nam bị dưới quyền thống trị của người Pháp ngót 80 năm. Nghiêm hình là hình phạt nghiêm khắc. Hiềm khích là tức giận ganh ghét, vì không vừa ý với nhau mà luôn luôn muốn gây chuyện, kẻ nịnh hay hiềm khích người Trung. Hy sinh, con vật toàn một màu sắc đem làm thịt dùng vào việc cúng tế, ý nói người dám bỏ tất cả quyền lợi, danh dự, tài sản lẫn tánh mạng để làm được một việc gì, như hy sinh để bảo vệ quốc dân. Cổ thi có câu: dù cho làm vật hy sinh, miễn sao thiên hạ thái bình an vui. Hy sinh vì đạo là dám liều bỏ cả tinh thần lẫn vật chất để làm tròn việc đạo pháp. Tiền thân Đức Phật đã từng xả thân cho đạo, Ngài dám lóc da làm giấy, bẻ xương làm viết, lấy máu làm mực để được chép nghe Phật pháp. Ngài cũng từng bố thí cả tài vật, vợ con cho người khác, và đã hy sinh thân xác cho cọp đói đỡ lòng, đã hiện thân vào loài cá làm thức ăn cho nhân loại khỏi cảnh nguy cơ. Do đó các bậc chân tu thường ca ngợi đức hy sinh của Phật. Từ bi cao đẹp có chi bằng, vui thế cho đời cả mạng. Kẻ chân tình thương mẫu từ, chết mà không chết dần siêu thân. Đức Thầy hiện nay cho biết nhiều kiếp trước Ngài đã từng hy sinh cho đạo pháp, cho đến kiếp này cũng thế. Ngài có thổ lộ trong một bài thi: phận tớ xác phàm tớ sẽ dừng, cung dường cho Phật, Phật đành ưng. Dù cho phải chịu ngàn cay đắng, cùng nguyện đạo màu sẽ chứng hưng. Tình cốt nhục tương thân, cốt nhục là xương và thịt, tình ruột thịt chung một dòng máu, cùng chung một thân tộc, tất cả sự vui buồn sướng khổ đều cùng chung hưởng, nên càng thương mến nhau rất mực. Đây ý nói Đức Thầy bị người Pháp bắt đi trong thân nhân quyến thuộc của Ngài phải chịu cảnh đau xót lo chung. Ủng hộ nghĩa là giúp đỡ, che đậy, phù hộ. Phật trời ủng hộ người ngay mắt nàng. Cổ thi: cực hình, cực là rất mực, mức cùng, hình là hình phạt, cách hình phạt tra tấn, đài sắt nặng hơn hết. Sau đây là phần lược giải. Dưới thời thống trị của thực dân Pháp, họ dùng chính sách kìm kẹp tôn giáo quá gắt gao, không cho dân ta tự do hành đạo hay truyền đạo. Nếu có một ai được sự uy tín trong quần chúng thì họ tìm cách ám hại hay đầy sắc đủ điều. Đức Thầy xét nghĩ nhiều kiếp trước, Ngài đã từng hy sinh tinh thần lẫn vật chất cho đạo pháp, cho lê dân. Huống lại kiếp chót này đây là kiếp Ngài sẽ hoàn thành sứ mạng, có lý nào Ngài còn lẫn tiếc một sự việc gì
đối với vạn loại chúng sanh. Thân ta giàu lắm đoạn trường, cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài. Nhưng vì nghĩa song đường, tình huynh đệ, trong thân quyến rất xót thương, lo lắng, nên Ngài chẳng nỡ để cho phần xác thịt chịu lắm gian lao hay thiệt thòi đến thân mạng. Tổng kết: nghiên cứu qua bài Sứ Mạng của Đức Thầy, nhận thấy có ba phần chánh như sau. Thứ nhất, lý do. Sở dĩ Đức Thầy lâm phàm khai đạo là vì cơ trời đã đến, vì có sắc lệnh của chư Phật và Đức Ngọc Đế, vì lòng từ bi bác ái, và vì thù đáp những người có duyên lành với Ngài trong nhiều tiền kiếp. Hai, phương pháp độ đời. Ngài thuyết pháp và sáng tác sấm kinh để giác ngộ cho những ai có sâu duyên với Phật Pháp. Ngài dùng quyền diệu của tiên gia và nhiều khả năng phương tiện khác là để rộng độ các tầng lớp chúng sanh. Ba, trách nhiệm. Ngài có trách nhiệm cứu giúp những hạng người hữu phước khỏi cảnh thảm nguy của cơ tận diệt, độ các bậc chân tu công quả sâu dày, hạnh đức thuần thục đến bờ giải thoát niết bàn cực lạc, lập hội Long Hoa tuyển chọn hiền tài, kiến tạo đời thượng nguyên thánh đức cho vị thánh vương, đào luyện những người có đủ thiện căn để quảng truyền đại đạo và xây dựng cuộc hòa bình an lạc khắp thế giới. Nam mô A Di Đà Phật.